Lê Hương ơi, Dạ. con Zio 276 này em mang ra quay lại à? Đâu ai lại quay lại, con này 20 năm, con một hôm trước vào Thanh Hóa mua chính chủ đây này, 20 năm. Ngày hôm nay em Hương về thêm Rio số sàn 2015 nhưng mà giá siêu yêu thương luôn, cho bác nào ngày hôm nay thích Rio nhá. Số sàn 2015 giá chỉ có 298 triệu thôi. 298 triệu. 298 triệu đấy, so với 2016 này có rất là nhiều đúng không ạ? Thế có zin không mà lại zin đấy? Zin chứ, zin, phải cam kết là zin, giá yêu thương nhưng vẫn cam kết cho các bác nhà mình, chính sách bảo hành là zin đẹp luôn. Màn hình cam lùi, cam hành trình, đèn led xung quanh xe trong xe nhé. Bây giờ đang là ban ngày nên không nhìn thấy, buổi tối thì cực kỳ đẹp luôn. Vô lăng củ số đẹp, keo chỉ nguyên bản nhé. Thảm bệ sạch sẽ, nội thất màu đỏ tươi. Bác nào mà thích một chiếc xe trẻ trung năng động thì có thể quan tâm chiếc xe này. Em sẽ mở khoang cốp cho các bác xem nhé. Sạch sẽ gọn gàng. Sạch sẽ luôn. Số sàn 298 triệu các bác mua được đời 2015, có thể nói là bao giá thị trường luôn. Khoang cốp và cũng bao luôn cả chất thị trường luôn các bác nhé. Các bác nhìn cái thảm mê luôn. Nốp sơ cua, dụng cụ tăng kích nốp, thảm này, chống nóng giữ nguyên bản này, keo chỉ còn nguyên. Nước sơn màu trắng đẹp, bốn cánh cửa đều có cho em keo chỉ nguyên bản nhé. 2015 chào bán ngày hôm nay chỉ bằng 2014 so với mọi thời điểm khác thôi. Nhưng ngày hôm nay vẫn có xe đẹp và giá đẹp nhé. Bác nào thích Zio số sàn để lại số điện thoại này. Em này em Hương bao đăng kiểm cho các bác đến tận 1 năm tròn nữa nhé. 1 năm nữa luôn. 1 năm nữa luôn. Đăng kiểm dài luôn. Màn hình cam lùi, cam hành trình có rồi, hơn thế nữa màu trắng này. Đi gia đình được mà đi dịch vụ được. Bác nào quan tâm về Rio 2015 giá trên 200 để lại số điện thoại nhé. Ai book Zalo tư vấn ạ. À?